Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vy kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô mặt tiền đường nhựa thuộc khu G Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất kinh doanh thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn ạ. Bắt đầu từ cái cây bên này sang với vị trí tay em chỉ ha, là ngang 5, dài 20, tổng 100m², thổ cư 100% sổ sẵn ha. Lô này hướng đông, không có dính hố ga hay trụ điện ạ. Thì ở đây có liên tiếp là 3 lô ha, là tổng 15m. Nên là nếu mà quý anh chị muốn mua 5m thì chủ cũng bán, mua 10m chủ cũng bán và 15m thì chủ cũng bán ha. Trục đường này là trục đường thông dài ra với công ty này. Phía đằng trước này kinh doanh buôn bán rất là sầm uất luôn ạ. Đó, cả nhà cũng thấy á, trục đường này là chính là đường DG7 nha cả nhà. Kinh doanh rất là sầm uất, đường nhựa. Phía đằng trước quán cà phê này, sát chợ Chán Phú Hòa luôn, nên là rất là thuận tiện để chúng ta kinh doanh buôn bán. Để chúng ta nhìn lại lô này thêm một lần nữa ha. Diện tích bắt đầu từ vị trí cái cây sang với mép của tay em chỉ là ngang 5, dài 20, ra tới cái dây điện phía đằng sau à. Tổng là 100m², thổ cư 100%, sổ sẵn ha cả nhà. Vị trí rất là vuông vắn, không có dính hố ga gì hết. Bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung ha. Khu G là một trong những khu sát với đường DT741, nên là rất là thuận tiện để cho tất cả quý anh chị nào mình muốn đi lại cho gần. Thì và điều đặc biệt hơn, khu G này bữa sau sẽ đường NE2 thì sẽ nối thông qua đường khu công nghiệp V-Ship 2. Thì khu G này càng ngày càng phát triển hơn nha cả nhà. Và từ vị trí của lô đất mà chạy lại với chợ Chánh Phú Hòa rất là gần. Đây chính là sân bay nha cả nhà. Đấy chính phân sân bay nha. Còn vị trí này chính là chợ của Chánh Phú Hòa này. Từ vị trí của lô đất mà chạy lại chợ thì khoảng tầm 500m thôi, rất là gần. Còn phía đối diện bên kia là khu công nghiệp rồi. Đối diện với chợ là khu công nghiệp, qua bên đường là khu công nghiệp rồi nha cả nhà. Nên là anh chị em công nhân viên tập trung sinh sống và làm việc ở khu này rất là nhiều. Vì nó liền kề, thứ nhất là liền kề chợ, thứ hai là gần sát với khu công nghiệp, nên là rất là thuận tiện để đi làm. Nên quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ theo số điện thoại em ghi trên video. Thì em sẽ gửi những thông tin sổ sách hoặc là vị trí để cho cả nhà xem chi tiết hơn ha. Cả nhà hãy kết bạn Zalo theo số điện thoại em ghi trên video nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe.